Đây là một cái vườn khác nha các bạn nha. Vườn này quất thì nó nhỏ hơn một chút nhưng mà nó cũng rất đẹp. Tôi thích cái loại quất nhỏ nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ ra để chúng ta xem cái vườn quất này. Đấy các bạn thấy không? Quả cũng khá là đẹp. Nhưng mà không biết giá cả là như thế nào. Đấy. Quay cho các bạn xem nhé. Quất này nhiều quá nhỉ. Cây bé rồi. Vâng, cây nó bị nhỡ mất ấy. Đây. Lúc năm nay là của cụ đây, còn sang năm cụ mới cho vườn á. Đây, cụ mới bèn giao hết mới cho. Năm nay bố con này à? Vâng. Bố con này thôi nhỉ? Vâng. Nhà em cũng mới một ngày bao. Bố nào? Bố ta cũng đi xuống kia làm rồi. Xuống nhà ông Đồng Hao làm. Thế ông không làm nữa thì ông bèn giao cho em à. Mới chăm cây à? Vâng. Cái này là mình rắc lần này à anh? Vâng. Rất phân lần. Quất này thì bán như nào? Bán lẻ khác, còn bán quất thì cứ 6 đồng. Thế anh vừa xuống vườn quý à? Ờ. Ông lại đi làm thuyền. Ông á? Vâng. Ông giờ ông có nhà đâu, ông giờ bạn em ở nhà. Quất đây khá đẹp đấy chứ. Quả khá đều đấy. Tôi thích cái quất kiểu nhỏ nhỏ này thôi. Quất to tôi lại không thích. Trời hôm nay khá nắng quá các bạn. Tôi sẽ đi một vòng cho mọi người cùng coi. Ai có nhu cầu thì có thể đến địa chỉ của xã Lam Phong này. Rất nhiều quất luôn. Bán buôn bán lẻ. Có hết nha các bạn nha. Tết mà kiếm được cái vườn quất này chơi là rất là tuyệt vời. Bên kia cũng có phần quất khác và nhà khác ấy. Đây. Không biết cây hoa gì đẹp thế nhỉ. Còn đây còn những cây quất rất là nhỏ luôn này. Và râm bột nha các bạn nhé. Đẹp quá chứ. Đi tham quan vườn hoa râm bột để chút. Hoa này giống như là hoa chành chành nhé. Bên kia là hoa hồng. Dâm bụt đỏ và dâm bụt hồng. Còn loại quất nhỏ nhỏ này mấy lứa mang ra Tết bán họ bán khá đắt đấy. Trăm rưỡi cây đấy, đơn giản. Đây là hoa hồng. Đây là tùng La Hán này. Chưa vào thế. Còn cái loại quất này phải sang năm người ta mới cho ra quả. Tùng La Hán đây khá nhiều.
Đây là cái thanh long này. Nhà vườn người ta làm cái nhà nhỏ nhỏ để người ta ở. Ôi. Đây quay vào đây công ty. Cái này cái lều gì? Đó, khoảng một chân dưới đây, ngồi lên cái thùng này. Cụt rồi. Cái chân rồi. Đó được rồi. Cái tối ngủ ở đây luôn à? Hôm nào ấy mình chơi. À. Đây là một cái vườn khác thôi. Đây có 36 cây rồi. Còn những cái cây này là bỏ ra. Hàng này có mỗi 2 cây thôi. Đang cái vườn này quất này khá đẹp đấy các bạn. Còn đây đang đi sang cái vườn quất bên này. Mình không đi số nữa, đi dày. Người ta vườn, người ta tưới nước ấy, bẩn lắm. Đây có một cây quất thế này. Đi tham quan một cái vườn quất khác. Vườn quất này đẹp các bạn. Ôi cái vườn nào cũng đẹp. Vườn này khá đẹp đấy. Nhưng ở đây được cái lá của nó thì nó không được đẹp. Không phải như cái cây này này. Lá nó phải như cái cây này. Đó. Lá vàng quá. Nhưng nó phải Tết nó phải xanh đó. Rất nhiều quất các bạn. Nếu mà mua hết cả vườn này thì bao nhiêu? Mua cả vườn chỉ 2 mẫu. Những cây vào là chỉ chín hết rồi, những cây nào là...
mà không tính như cây kia đâu. Cây này không tính đâu. Đấy, là tính như cây đẹp đấy. Còn nếu mà bán rồi đánh là đánh đấy hết. Lấy gần quý rồi. Gần một tí ở cái chỗ gì đi em? Tụi em thế nào? Ở ngoài nêu kia kìa. Bạt ngàn quất. Đây là ít cũng là 4-500 quất. Phải là thừa bé. Thì còn mỗi đây hay là cả ngoài kia nữa? Trong nhà thì còn là, trong nhà còn 75 cây. Trong nhà to hơn này. Đấy. Khoảng này còn thừa chứ. Đây là rất là nhiều cái cảnh đẹp. Đây một rừng vạn tuế. Alo ạ. Nói đi. Ôi, có điện đéo đâu mà lấy. Ta sẽ đi thăm một cái vườn quất khác. Thế bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 108 á? Chạy ngon chưa? Để tối xì cá. Chiều tối vào nhá. Xong thử xem là ăn xì cá. Cá rô phi không? Dội việc nha. Vườn quất này có vẻ tươi hơn này. Quá tiền được không? 1,5 triệu. Vừa lấy nhà quý bao nhiêu cây rồi? Quý 100 cây. Em bán mỗi lần mấy trăm cây. Thì mỗi người mỗi duyên. Rút ra rồi. Làm gì có điện đâu. Anh ơi. Một có ca. Anh chạy vào không khí à? Ôi thôi ra đây, cảm ơn em ơi. Chưa là ông nghỉ. Có cái đéo gì. Để cho mùng tơi tốt thế. Ui, cá chép này. À đây là sông chứ. Sông này đó, đây là sông này. Cái ngòi dẫn nước này. Cái này là hồ chạy ra đập thủy điện nhà ông bé. Đi sửa cái bếp. Sửa từ mấy trăm góc. Sửa cái bếp từ mình đặt ngang bếp mới. Sửa đâu như cái chỗ này. Cái thằng không đọc ấy, thằng có nhật thùy. Cái chỗ nó nhà ấy để. Cái thằng có nhật thùy đó. Hôm nay không có. Rẻ giấy cũng đẹp. Cái cây này là mình đã xuống mình bán để lấy lá thì nếu mà chưa khách mua thì cứ cắt lá bán vậy. À.
Còn ai mua thì cây nào đã bán cây đấy. Lá bán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.